sáng ngày 20 tháng 5, tại chùa Vĩnh Phúc, xã Văn Hóa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Tuyên Hóa tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, dương lịch 2024. Về dự có chư tôn đức ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình, chư tôn đức lãnh đạo ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Về phía địa phương có đồng chí Lương Ngọc Bính, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo ban tôn giáo tỉnh, phòng an ninh nội bộ công an tỉnh. Ở huyện có đồng chí Bùi Thanh Chuyên, phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các phòng ban liên quan. Cách đây 2568 năm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời. Cuộc đời của Đức Phật là biểu tượng của con đường tìm sự giác ngộ, mang đến khát vọng hòa bình, hạnh phúc cho nhân loại. Kính mừng ngày đản sinh của Đức Phật là dịp để chư tôn đức tăng ni, Phật tử ôn lại lịch sử 2568 năm của Phật giáo, là dịp để chiêm nghiệm, tu tập theo lời Đức Phật dạy, theo hệ thống giáo lý mang tính triết học sâu sắc của đạo Phật. Đại lễ Phật đản năm nay được chùa Vĩnh Phúc tổ chức trang trọng nhằm tôn vinh các giá trị tốt đẹp của Phật giáo. Từ đó, quý tăng ni, Phật tử nêu cao đạo hạnh, phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc. Tại buổi lễ, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thành phố và cấp ủy, chính quyền các cấp đã trao tặng những lẵng hoa tươi thắm kính mừng Đức Phật đản sinh. Trong không khí tinh tiến, an lạc, các đại biểu cùng đông đảo tăng ni, Phật tử đã cử hành nghi lễ tắm Phật, qua đó lan tỏa những giá trị văn hóa tích cực, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, chung tay xây dựng quê hương, đất nước an lành và thịnh vượng. Trước đó, đồng chí Đinh Tiến Dũng, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và các đồng chí đi trong đoàn đã đến thăm chúc mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 và mùa an cư kết hạ năm 2024 tại chùa Yên Quốc, xã Mai Hóa và chùa Linh Sơn, xã Tiến Hóa.